nhà nghiên cứu phải kinh ngạc, đó là sự đa dạng sinh học. Đến nay, Phong Nha Kẻ Bàng đã ghi nhận 1.394 loài động vật thuộc 835 giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành, trong đó có 82 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam, 116 loài được ghi trong sách đỏ IUCN. Hệ thực vật tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cũng rất đa dạng với 2.953 loài thực vật bậc cao, có mạch thuộc 1.007 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành, trong đó có 111 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam, 121 loài được ghi trong sách đỏ IUCN.